Xe đạp gần như ngày càng trở nên phổ biến hơn, không chỉ riêng nam giới mới có thể tham gia mà còn hướng đến các chị em phụ nữ. Bạn là một người phụ nữ mong muốn được thử thách chính mình với việc đạp xe, đừng lo lắng. Ở đây Xe Đạp Xanh đã thu thập tất cả những lời khuyên bổ ích để giúp cho chị em mới bắt đầu đạp xe có thể tự tin hơn và yêu thích việc đạp xe hơn. Một, chọn xe đạp đúng kích cỡ. Có lẽ bạn sẽ mượn một chiếc xe đạp cho chuyến đi đầu tiên của bạn, hoặc sẽ chơi lớn khi mang ngay một chiếc xe đạp về ngay. Trong cả hai trường hợp, đừng quên rằng chiếc xe đạp còn phải phù hợp với kích thước bạn bên cạnh, màu sắc và kiểu dáng nha. Khung xe đạp có kích thước phù hợp là điều cần thiết cho sự thoải mái của bạn trên xe đạp. Khung xe phù hợp với kích thước là chưa đủ, hãy chắc chắn rằng yên xe và tay lái của bạn ở đúng độ cao. Đàn ông và phụ nữ khác nhau, vì vậy xe đạp của nam và nữ cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, không nhất thiết phụ nữ cần một chiếc xe đạp đường dành cho phụ nữ, vì vậy họ phải trả tiền để được trang bị đúng cách. Bạn thậm chí có thể tự xác định kích thước khung hình phù hợp. 2. Quần đạp xe. Một điều cần thiết đối với chị em phụ nữ khi chuẩn bị cho lần đạp xe chính là quần đạp xe. Có rất nhiều thương hiệu ngày nay cung cấp quần áo đi xe đạp thời trang cho phụ nữ. Vâng, phụ nữ chúng ta dường như thường thấy quần áo đi xe đạp đẹp thì quan trọng hơn so với đàn ông. Quần ngắn đạp xe độn thích hợp giúp cho việc đạp xe của bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Với lớp độn này chắc lần đầu các chị em sẽ cảm thấy không quen, nhưng khi ngồi lên xe đạp bạn sẽ cảm ơn nó rất nhiều đấy. Lưu ý rằng bạn không mặc quần lót bên trong quần đạp xe nhé, bởi vì này sẽ làm ảnh hưởng đến da ở vùng kín gây đau rát và chảy xước. 3. Lên lịch trình cho lộ trình. Hãy lên kế hoạch về một lộ trình đẹp và thích hợp trong lần đầu đạp xe của bạn. Tốt nhất hãy chọn những con đường dễ, an toàn và yên tĩnh, có một vài nút giao thông như ngã 3 hay ngã 4. Đường cua, lên dốc, cách này có thể giúp bạn tập trung hơn vào chuyến đi của mình hơn và hưng phấn hơn. 4. Trang bị đầy đủ phụ kiện cần thiết. Một người phụ nữ đạp xe có nguy hiểm không? Câu trả lời là có chứ. Trong tất cả các hoạt động thể thao, nếu là phụ nữ một mình thực hiện những thử thách mới lạ cũng đều nguy hiểm. Vì vậy, hãy chuẩn bị ít nhất dụng cụ sửa chữa bánh xe để phòng trường hợp xấu xảy ra. Ngoài ra, hãy chuẩn bị găng tay và vớ để thay nếu mồ hôi nhiều nhé. Hơn nữa, phải mang theo điện thoại di động của bạn, một chiếc áo mưa đi đường tiện lợi, chứng minh nhân dân, một ít tiền mặt phòng trường hợp lạc đường thì vẫn giải quyết được nhé. 5. Tìm một người bạn đồng hành. Mặc dù bạn có thể đi xe đạp một mình, nhưng đạp xe vốn là một môn thể thao xã giao và thân thiện, hòa đồng với mọi người mà. Vậy nên, đạp xe với một người bạn đồng hành sẽ cho bạn cảm giác vui vẻ hơn, không có cô đơn hay gặp khó khăn cũng không thấy lo sợ.